Chị chạy em cho chú đi. Nào à, con. Là chú em nhá. Sao thế? Hả? À, đưa em cho chú. Rồi, chạy em nhá. Đưa em cho chú nhá. Nhá. Là chú em nhé. À, sao thế? À, đòi lại bé nữa hả? À, tí nó thích em, thích bé em với chú ạ. Cho thích bé tí nhá. Cho chú cho tít bé em một tí nhá. Chơi đi. Bé em đi. Này tít này, lần sau á, em mà muốn bế khỉ nhỏ đi chơi là phải xin phép chú nghe chưa, đừng làm thế nghe chưa, nhưng làm thế là sai đó tít nhá, xin lỗi chú nhá. Xin lỗi chú hả, em chưa muốn trả hả, thôi không được, phải trả em về rồi nhá, ta phải đi về nhà thôi, trả em cho chú thôi. Rồi là chú em nhé. Rồi đi về thôi. Chú em nhé. Mau.
làm gì tí hả? Xỏ tay lên hả? Để đây anh giúp em. Giúp tiếp nha. Thế bên này. Rồi. Đẹp chưa? Này. Hôm nay á, anh sẽ tạo một bất ngờ cho cô Tít nha. Nào. Nào. Giờ đây. Đây nhá, để anh đi lấy đồ nữa.
Hả? Em cầm đồ ở đâu? À, em tưởng đi về hả? Không phải. Không phải đi về đâu. Nào, để anh đi cất đồ cho em nhá. Rồi, em ở đây nhá, để anh cất cái túi. Ở đây chờ, trong cái này cho anh nhá, đừng đi đâu nhá. Chị ơi, em muốn đi đâu thế? Nào đi vào đây với anh nào. Em bỏ nhà đi nữa à? Thôi, đừng đi. Tớ đi lại xe nhá. Nè, bảo nè. Nè, Tít nè. Nè, thấy chưa? Tít này, anh đi đồ cho em đó. Tao đi cắm trại mà. Chứ không phải là tao về đâu. Hả? Nhảy hả? Thích hả? À. Thôi được rồi. Để tao đi vô tao lấy đồ đi. Đi vô tao lấy đồ nhé. Ôm anh vào đi. Một chắc kia tao đi nha.